Ban biên tập chương trình trên kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất đang diễn ra trong 24 giờ qua. Đau buồn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ra đi bất thường, đúng lúc hai bộ trưởng khai ra trùng cuối, cụ tổng chốt sổ sáu gương mặt dựa cột. Thưa quý vị, thật bất ngờ và rừng sốt khi mới đây, thông tin Phó Thủ tướng Lê Văn Thành qua đời đột ngột tại nhà riêng sau một quãng thời gian lâm bệnh nặng khiến cho người dân cả nước vô cùng xót thương và đau lòng. Đáng chú ý, sự ra đi của ông Lê Văn Thành đúng lúc Bộ Công an truy vết được 1.000 tỷ tiền mặt, cũng như đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ điều tra, khởi tố 33 vụ án trên 111 bị can liên quan đến đại án Việt Á. Nhiều nghi vấn đặt ra, tại sao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lại là mắt xích quan trọng trong vụ án này? Nếu quan sát kỹ trong bộ tứ phó thủ tướng giai đoạn 2021, lúc đại dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng thì cả bốn vị phó thủ tướng đều được chính phủ trực tiếp phân công công việc nhiệm vụ chống dịch và hai trong số người đã bị gạch tên khỏi bàn cờ chính trị từ chức về vườn, đó là cựu phó thủ tướng Vũ Đam và Phạm Bình Minh. Mặc dù chỉ công bố là chịu trách nhiệm của người đứng đầu, song chẳng ai biết họ đã vi phạm những gì và gây hậu quả ra sao. Điều này chỉ có tổng bí thư và phía bộ công an mới biết rõ nhưng một khi đã bị gạch tên ra khỏi giới thượng tầng thì chắc hẳn sai phạm này không hề nhỏ còn về phía phó thủ tướng lê văn thành người được giao chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh nhất là các chuỗi sản xuất cung ứng vật tư lương thực thực phẩm lưu thông hàng hóa phục vụ đời sống nhân dân nhiều ý kiến nhận định ông lê văn thành là con người hành động đã làm là dứt điểm và hiệu quả song với vai trò trực tiếp trong chuỗi cung ứng vật tư và chuỗi sản xuất nhưng lại để xảy ra nhiều tồn động bất cập trong vấn đề vật tư y tế. Bên cạnh đó, có nhiều tin đồn xoay quanh việc ông biến mất một thời gian trước lúc qua đời, càng dấy lên nhiều lo ngại về chuyện. Ông Lê Văn Thành đang nắm giữ nhiều bí mật đen của giới thượng tầng. Thời điểm mà ông ra đi, lại đúng lúc hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh cũng như Phan Quốc Việt khai ra loạt danh sách đen, nhúng chàm cả nghìn tỷ đồng tiền cảm ơn. Bởi thế, trong bốn vị phó thủ tướng giai đoạn 2021, thì cả bốn ông phải đều chịu trách nhiệm của người đứng đầu. Còn nếu ông nào đã chót lỡ nhúng chàm, nhúng nhiễu thì chắc chắn không sớm thì muộn, Tổng Bí Thư sẽ mở lò gom củi. Liệu sự ra đi đột ngột của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có liên quan gì đến lời khai của hai cựu Bộ trưởng Y tế và ông trùm Phan Quốc Việt hay không? Hãy cùng làm rõ ngay thôi nào. Hé lộ lời khai về số tiền khổng lồ của hai cựu Bộ trưởng trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khi làm Thứ trưởng đã ký công văn đề xuất không hiệp thương giá mà đề nghị Bộ Tài chính thực hiện hiệp thương với sinh phẩm chẩn đoán COVID-19 theo nguyên tắc, giá sản phẩm cộng thuế và cộng lãi. Việc này nhằm khuyến khích sản xuất trong nước. Ông Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc đã can thiệp, tác động và chỉ đạo giúp công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành test xét nghiệm COVID-19, hiệp thương giá và kiểm tra hiệp thương sai quy định. Việt Á do vậy được tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm, thu lợi bất chính. Quá trình này, Phan Quốc Việt nhiều lần đưa tiền cho ông Long. Lần đầu vào tháng 12 năm 2020, thông qua Nguyễn Huỳnh, thư ký của ông Long, Việt đưa 200.000 USD cho cựu bộ trưởng. Một tháng sau, Phan Quốc Việt tiếp tục đưa 2 tỷ đồng và 1 triệu USD cho Nguyễn Huỳnh. Huỳnh chuyển lại 1 triệu USD cho ông Long, còn giữ lại 2 tỷ đồng. Đến tháng 6 năm 2021, Phan Quốc Việt gặp Bộ trưởng Long tại trụ sở Bộ Y tế. Anh ta đưa cho ông Long thêm 50.000 USD. Sau đó Việt còn hối lộ thêm một lần nữa. Tổng cộng, bị can Việt đã bốn lần hối lộ Nguyễn Thanh Long, tổng số 2,25 triệu USD, tương đương 51,1 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình Sự. Về bị can Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chịu cáo buộc không thực hiện đúng quy định về quản lý, khai thác kết quả nghiên cứu kết tết COVID-19. Theo kết luận điều tra, bị can Phan Quốc Việt từng nhắn tin xin hẹn ông Chu Ngọc Anh, khi đó là Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ nhưng không được. Việc thông qua văn phòng, bảo vệ gặp được ông Ngọc Anh tại trụ sở và trao đổi về công tác phòng chống dịch. Nói chuyện 15 phút, anh ta mở ba lô lấy một túi quả màu xanh có in hotline của công ty Việt Á. Theo Việt Khai, bên trong túi có 200.000 USD cùng vài bộ khẩu trang và chai nước rửa tay khô dạng xịt do công ty Việt Á sản xuất anh ta lấy các sản phẩm này ra trao đổi về tính năng rồi lại bỏ vào trong đưa cho vị bộ trưởng khi đó việt nói tụi em mới có được ít thanh toán ghé cảm ơn anh đã ủng hộ tụi em tham gia đề tài và hỗ trợ tụi em rất nhiệt tình nếu tình hình tốt sắp tới em sẽ ghé thăm anh tiếp cựu bộ trưởng chu ngọc anh đã nói tớ cảm ơn việt rồi đồng ý nhận chiếc túi màu xanh giai đoạn điều tra, ông Ngọc Anh khai đề tài nghiên cứu tết do Học viện Quân y chủ trì, con quyền sở hữu, sử dụng thuộc về nhà nước do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý. Tháng 9 năm 2020, ông Ngọc Anh được bầu Chủ tịch UBND Hà Nội và lúc này Bộ Khoa học và Công nghệ chưa bàn sao xử lý đề tài nghiên cứu tết của công ty Việt Á và Học viện Quân y. Do vậy, việc công ty Việt Á đưa vào sản xuất thương mại tết là vi phạm quy định, xâm hại quyền quản lý của nhà nước. Ông Ngọc Anh cũng thừa nhận đã cầm 200.000 USD như Phan Quốc Việt khai như trên. Trong vụ án này, bị can Trung Ngọc Anh bị xác định đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý sử dụng đề tài khoa học công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu, chế tạo kit xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước. Theo kết luận điều tra, hành vi vi phạm của ông Trung Ngọc Anh gây thất thoát lãng phí gần 19 tỷ đồng tài sản của nhà nước. Cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ngoài hai bị can trên, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố nhiều bị can về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, nhận hối lộ. Đại án Việt Á, những quan chức nào đối diện án tử hình? Quý vị và các bạn thân mến, trong vụ án Việt Á mới đây, 6 người bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự, có thể đối diện mức hình phạt cao nhất là tử hình. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03, vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Theo tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính Pháp, trong số này 6 người bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ theo khoản 4 điều 354 Bộ Luật Hình sự, mức hình phạt cao nhất là tử hình. Những bị can đối diện khung hình phạt cao nhất gồm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long, Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của Nguyễn Thành Long, Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương, Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ khoa học công nghệ. Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế. Nguyễn Nam Liên, cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính, Bộ Y tế. Theo cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thành Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD, khoảng hơn 51 tỷ đồng. Nguyễn Huỳnh nhận hối lộ hơn 53,9 tỷ đồng. Trong đó, bị can đã chuyển cho ông Nguyễn Thành Long hơn 49,9 tỷ đồng và giữ lại cho cá nhân 4 tỷ đồng. Bị can Phạm Duy Tuyến nhận hối lộ 27 tỷ đồng, Trịnh Thanh Hùng nhận hối lộ 350.000 USD, khoảng hơn 7 tỷ đồng. Nguyễn Minh Tuấn nhận hối lộ 300.000 USD, khoảng hơn 6,9 tỷ đồng. Nguyễn Nam Liên nhận hối lộ 100.000 USD, khoảng hơn 2 tỷ đồng. Những người được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Ngọc Anh, cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng và nhiều cựu quan chức. C03 đề nghị giảm nhẹ với ông Nguyễn Thành Long vì bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục số tiền nhận từ Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. C03 đề nghị xem xét giảm nhẹ đối với ông Phạm Xuân Thăng vì thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ông Thăng tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương. Đối với ông Chu Ngọc Anh, được đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn à năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong khi đó, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được xác định tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác. Ngoài ra nhiều bị can khác cũng được xác định thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt. Bị can Phan Quốc Việt thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ bản chất vụ án, việt có đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, phần lớn số tiền hưởng lợi gây thiệt hại tài sản nhà nước và tiền đưa hối lộ đã được thu hồi.